cái gì vợ tăng để dưỡng trạng sầm rạp con khmer nữa miền bản thái em tiết chỉ để xét sầm rạp mình được chắc cứ miền sầm khăn bay bay buôn giàng muối cứ chạ tham đam bay cà phê ruột đa sai thông trời chạ rò chăn nằm tí tí cứ chạ tham sầm rạp cầm ao miền cà rơm thì hai thả zoster tí bay chạ tham cà phê sầm rạp cầm ao miền rồi suốt cái hạt pneumococcal vaccine, nếu chưa chấm nói tầm khăn để tất cả chấm bộ mình được trả, cái pi và sang thoa mà đá, sản phẩm còn không phải đôi chia tham sản phẩm tetanus, tham sản phẩm cọ muôn được cái tham sản phẩm thang sạ, nâng cơ tới trả để chấm bộ mình được trả, nâng đôi chia còn không nâng mình có cái gì, hay tham sản phẩm bình chứa, sản phẩm chúng ngư con khăm anh tôi chỉ đam nâng là biết đôi khi này nâng cứ tha có biến ai phá nơi trong mình được trả đấy bởi sân chia mình được trả nâng mình thua chạ rồi nâng khi em xong chấm nói trời sầm cọt chấm nói mùi tiết cứ chấm nói ông pi năm bả sáng sầm rập cà pi cầm ỏi miền mahari có bồn nít chia chấm nói chấm can đặc chấm chọn vô màu khởi bỏ sai nơi trong bể này tìm mối cứ tha chấm bua rừng vạ sang sầm rạp cà pê chấm ngư ra sai thông cứ trơ chạ rò cho nằm miền nhạc lá thì bạn đi dây tha chạ ọt bởi giói tiếp kì nơi tập ra sai tờ đà riêng trơ dô tha tạm cà pê tới cặp vạ sang nâng mình bán cà pê mà rồi thì rồi tí còn tay chúng ta sẽ làm cả cà phê bán kinh doanh, sẽ làm cả cà phê bán tài chuối. Các bạn thấy bắt đầu chỉ cà phê mình bán rồi, phía rồi có chúng người nâng việc mình sẽ thuận này. Bị bản thân chỉ riêng ai chúng người nâng cao luôn ấy, cứ ta chúng ta ai thuận chúng buồn mình được chả. Chỉ phải xem chúng buồn nè, để miễn chúng người xem để chỉ chúng người hết. Rồi có chúng người bế đống, chúng người xem tiếp để chỉ chúng người làm rái nữa một cách chúng người. Phá sai thông máu được thường hơn giang thiết. Nhạc đại chạc thân làm hơi từ nơi tới phá sai thiết nâng chú cá vì mình mên màu bì virus phá sai thông cứ thao màu bì virus phá sai thông mà đà. Nâng cứ vì mình sẽ hào được virus phá sai thông thì chú cá vì màu bì allergy được chứ nế. Bà chạc tới hơi vì nơi tới phá sai thiết mình mên bà này thân làm nâng vì ọt bì giói tổng ọt thì bà. Nâng tìm mối chung bù rừng thân làm chạc và sai thầm nó cứ trở chạy rồi khai chỉ phải sẽ chạy bị khai bẩm bốn khai đọc nâng tứ nó hốt đó khai đọc bì nâng cứ thả miền đại miền sản trên kia nâng cứ thả trở chạy thả nằm cả bì nâng bì bì cứ thả ông bì thả nằm cả bì rơm nâng cứ rơm cả nà dương đăng sớm nè đại trên rơm nâng trên nữ tam chân trên ý rồi có trên tam mục nâng cứ chứ việc miền cả chứ chạp lăng ná hay vì chân cá rớm nó cứ máu pi dương cá pi nó tốt nhưng khớp cá đi ớt ớt thì cá ớt tốt à cá ớt tốt là thằng varicella thì cá ớt tốt nó cứ vì ai virus nó vì mình chân phát bị con khuẩn vì nó tụm sừng ngon nơi con sợi dây và sát bao giờ nó hay đào dương chặt tới bị học sập làm tới vì rửa ra làm mà mình vì thế vì chân mà nước khi ra nó chân hay bớt sân chỉ dương chặt làm cà phê nó tới vì chi viên cầm ao chân rơm nó bị pro rơm nó cả nhà chân tới vì ai chưa chấp lắng cho cá mà vì chân nên bơm mốc ba phần đấy cho cá ai thừa ấy quạ phần đấy cầm miếng này nó cứ chặt chặt bây giờ sau học sắp tới học số bốn nó khi chạm tầm mà chỗ này tầm mà đón tới cứ bàn cà phê là hồn và trong mối tiền mà trong mối tiền mối tiền cứ ta ông pi chúng cà phê suốt cả nửa một co cứ suốt nếu cái nào bờ miền xưa nửa một co nó cứ sợ hao nó cứ ai sập bàn được chưa đấy rồi chạm ấy pi đòn chạm ấy mối cái hai thà polysaccharide vaccine mối tiếp theo là conjugate vaccine rồi chạy từng pin rằng và đối với những ai từ tuổi sum nuôi bà má cha đối với chạm mình đất sum phải tổ chức sum cắt đối với chạm mình đất mình tay bị pro ai miền trung cá nè số có số nó không chung người đại lục để điệp rộng bài mấy nhà mình chọn ai từ hồ cha hay to từ ní những khiêm sum từ tuổi sum nuôi pin nè sợi chạm thí nơi ti còng nằm bên chấm liệt số nè sợi chạm thí cha sum số từ đối với chạm mình đất cha សូមជួយអ្នកស្រីសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតខ្ញុំចង់សូមសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតរឿងអាចពីចាក់ថ្នាំការពារមហារីកមាត់ស្បូនណា
តើមានប្រសិទ្ធភាពទេចំពោះអ្នកដែលគេរៀបការហើយអញ្ចឹងណាឃើញគេចាក់ server អញ្ចឹងមិនដឹងថាមានប្រសិទ្ធភាពអត់ចំពោះអ្នកដែលរៀបការហើយហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរពីរឿងអាវ៉ាក់សាំង MMR ដែលគេចាក់ក្មេងណាចាក់កូនខ្ញុំចាក់ហើយចាក់បានម្ដងស្រាប់តែមានកាតសាលាតែនហ្នឹងណាតើគួរទៅចាក់បន្តទៀតគ្រប់3ដងដូចគ្រូប៉ែតគេឲ្យចាក់3ដងគួរទៅចាក់ទៀតអត់មើលចាក់ហើយកើតអញ្ចឹងហើយមួយទៀតចង់សួរមិញលោកជាប្រតិថាមានជំងឺមានវាក់សាំងការពារជំងឺរលាកសួតតើស្រុកខ្មែរយើងមានអីនៅគួរអាចទៅរកចាក់នៅកន្លែងណាបានចាបាទចាលោកហើយចំពោះអីមហារីស្បូនហើយនៅស្ត្រីដែលគេដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើគឺថាប្រើពីកូនក្មេងពីអាយុ13ឆ្នាំទៅដល់ស្ត្រីអាយុ26ឆ្នាំគេបានរកទៅឃើញថាបើសិនជាចាក់ក្នុងរយៈពេលហ្នឹងពីអាយុ13ឆ្នាំដល់26ឆ្នាំហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងគឺអាចការពារជំងឺមហារីស្បូននឹងបាន 70% បាទប៉ុន្តែបើសិនជាចាក់ក្រោយពីអាយុ26ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះគេយើងអាចចាក់បានប៉ុន្តែគេមិនអីគេថាគេមិនសមណាគេមិនចង់ឲ្យយើងចាក់ទេប៉ុន្តែការបើយើងចង់ចាក់ក៏ចាក់មិនខុសដែរបាទប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពវាមិនសូវមានដូចជាអ្នកដែលចាក់ពេលមុនហើយអាយុ26ឆ្នាំចំពោះមហាអាការពីសបួនចំពោះអ្នកដែលរៀបការហើយគឺគេមិនបានបញ្ជាក់រឿងនឹងច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែចាំនយោបាយខ្ញុំគឺថាមិនជំទាស់ទេបើសិនជាអ្នកនឹងនៅអាយុតែជាង26ឆ្នាំគឺអាចចាក់បានឬក៏ហួសពី26ឆ្នាំក៏ចាក់បានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងត្រូវដឹងថាវាប្រសិទ្ធភាពវាមិនបានពេញបាទបោដូចជាកាលណាយើងចាក់ពីអាយុ13ទៅ26ឆ្នាំហើយកាលណាយើងមិនធ្លាប់មានការរួមភេទបាទចំពោះ MMR ចាក់ក្មេងហើយកើតមកកន្លោះទៅជួការមកពីឆ្នាំនឹងវាមិនដូចថាវាហួសរយៈពេលឆ្នាំនឹងខូចមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ថាបានដែរឬក៏ចាក់ទៅវាខុសដូច្នេះត្រូវទៅសួរត្រូវក៏បន្តទៅទៀតបាទនៅសល់ប្រហែលនឹងត្រូវបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែត្រូវបញ្ជាក់ច្បាស់ថាឆ្នាំនឹងត្រូវឲ្យឆ្នាំនឹងឲ្យមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវបាទត្រូវពិនិត្យឆ្នាំនឹងឲ្យបានមែនទែនដឹងថាឆ្នាំនឹងមិនហួសឱកាសពេលវេលាដែលត្រូវចាក់នឹងហើយឆ្នាំនឹងត្រូវទុកនៅកន្លែងដាក់ទូទឹកកកដាក់អីឲ្យត្រឹមត្រូវដូច្នេះគឺត្រូវពិនិត្យតទៅទៀតហើយបានច្បាស់លាស់មុននឹងចាក់តទៅទៀតប៉ុន្តែត្រូវតែបន្តទៅទៅទៀតបាទចំពោះឆ្នាំរលាកសួតមានក្នុងតាមខ្ញុំមើលក្នុងកម្មវិធីរបស់អង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកនៅស្រុកខ្មែរយើងមានកៅថាមនមកកវ៉ាក់សាំងនមកកវ៉ាក់សាំងនឹងគឺសម្រាប់កូនក្មេងផងសម្រាប់មនុស្សចាស់ផងវាមានពីរយ៉ាងដូចខ្ញុំនិយាយយើងមួយគេហៅថា Polysaccharide ហើយ PPSV23 អានឹងមានដែរវ៉ាក់សាំងសម្រាប់មេរោគច្រើនទីព្រោះក្នុងនឹងពូជវាមានច្រើនហើយមួយទៀតគេហៅថា conjugate vaccine នឹងមានតិចជាងប៉ុន្តែបូកបញ្ចូលទាំងពីរហ្នឹងគឺថាគម្របគ្រួសារមេរោគnemococcus បានគ្រប់ទាំងអស់ពីច្រើនដើម្បីការពារចំពោះជំងឺដែលតាក់ទងនឹង pneumococcus ហ្នឹង pneumococcus ហ្នឹងគឺកាលណាវាធ្វើទុកយើងគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យរលាកសួតអាចធ្វើឲ្យរលាកសំខួរក្បាលឬក៏ឲ្យមានដំបៅបែកក្នុងតិចៀកខ្ទូក្នុងតិចៀកឬក៏អាចធ្វើឲ្យមានមេរោគនឹងវាជាចេញពេញឈាមហើយវាសាហាវណាស់ជួនកាលបើសិនជាក្មេងនឹងវានៅក្មេងខ្លាំងឬក៏អ្នកនឹងចាស់អាយុពីលើសពី65ទៅគឺវាអាចធ្វើឲ្យស្លាប់បានពីព្រោះវាសាហាវដូច្នេះឆ្នាំនឹងគឺអាចការពារបានគឺយើងអាចត្រូវតែចាក់ហើយនៅស្រុកខ្មែរនៅទៅបើយើងទៅពេទ្យធម្មតាយើងអាចជួគេគឺត្រូវមានវ៉ាក់សាំងនឹងបានចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតែខ្ញុំក៏សង់ចង់ជម្រាបទៅអ្នកស្ដាប់នៅខាង Facebook អ្នកសួរខាង Facebook ក៏ញ៉ៃរំដួលក៏សួរដែរថាតើមានប្រសិទ្ធភាពពីអាយុប៉ុន្មាននៅក្នុងការចាក់ថ្នាំមហារីកសបូនហើយក៏សូមជម្រាបដែរថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញហើយពីអាយុ13ទៅ13ទៅ26ឆ្នាំទៅ26ចាបើតាមការពិតវានឹងក្នុងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងគេ
còn tại cái ai chạ tăng bây giờ bấm bốn chín năm tới cái chạ bán đấy hay nhà khác cái chạ lướt đi mà phải bấm bốn chín năm tới cái chạ bán đấy còn tại còn thá bây giờ mình sang miền bắc sát tiếp hay cả ai mà giang thiết bây giờ cái thưa cả ri sài chiêu ai muốn nâng chạ và muốn nâng vô vaccine nâng anh nhà lại vaccine nâng phá cái thưa cả bị sao chấm bút em mình nuốt ai dụ thêm mà phải bấm bốn chín năm thì là cái nào tầm quan trọng cái thứ kia mình bán thứ cà ri sợi chứa chìm bù menu sợi dây để dụ lướt đi mà phải bấm mũi chân nằm hay đi chân này bán gì kì chọn tên gì thì ha còn ai lướt phần nằng phần tai bớt sân gì lướt dương trong chắc có mình tua khó đại bà hay tâm triết ha và sáng nắng mình mến chạy tầm rạp thì sợi dây đi pro có chạy này bị pro tham nắng và sáng nắng mình quen được cà phê មហារីកកសបុនេះគឺថាការពារមហារីកយូនីមួយមាត់ទ្វាយូនីប្រព័ន្ធយូនីហើយនឹងរុនយូនីនឹងវាអាចការពារបានហើយនឹងការពារកុំឲ្យមានដោះឫសនៅលើនៅលើភេទសម្រាប់បារៈនិងស្ត្រីដោះឫសគេហៅថាអីប៉ាពីឡូម៉ាអីគេហៅថា អ្នកដែលរួមពលភេទពីប្រុសទៅប្រុសគឺការពារកុំឲ្យមានមហារីកនៅក្នុងកសាគ្រូតបាទអីនោអាយខេនសឺពីព្រោះហើយម្យ៉ាងទៀតគេរហូតដល់ចេះទៀតហើយមេរោគប៉ាពីឡូម៉ាវីរុសហ្នឹងវាតាក់ទងរហូតដល់ច្រមុះទីទៀតបាទមហារីកច្រមុះហើយនឹងមហារីកក្នុងកកបាទមហារីកក្នុងកកហើយនឹងមហារីកក្នុងច្រមុះហ្នឹងគឺអាចតាក់ទង នៅក្នុងតែតងនឹងវារុនដែលពីព្រោះថានៅដែលប្រើរបៀបសាយសាត់ហើយមិធុនតាមប្រើមាត់បាទអាចតងទៅតាមនឹងជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលរួមភេទពីប្រុសទៅប្រុសបាទចាសូមជួយលោកលីបាទជំរាបសួរចាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកបានថាបណ្ឌិតតាំងពីនោះបាទសូមជួយជម្រាបសួរបុគ្គលិកវីអូអេបាទចាជំរាបសួរលោកមិនមានលីទៀត លីសៀតចាសូមលីសៀតបាទចាចាសូមចាចាសូមគឺទៅតាមឡងណាទី1ខ្ញុំសូមធ្វើថាចំពោះពួកម៉ាដែលទើបនឹងកើតហ្នឹងគឺគេត្រូវចាក់ថ្នាំការពារវ៉ាក់សាំងជំនួយ5មុខបាទបាទនេះជាជំងឺខាន់ខ្លាំងទេតំណរបេងអីហ្នឹងគឺថាចាតែខ្ញុំគឺថាតើថ្នាំចាក់ហ្នឹង មានទីប្រមាណឆ្នាំដែរបាទអានេះជំនឿទី1ជំនឿទី2ខ្ញុំចង់ឃើញថាគ្រួសារមួយឪពុកម្តាយអត់មានរឿងខ្លាំងទេគាត់ទៅជិះឈាមអត់មានរឿងខ្លាំងទេគាត់តែកូនទៅជិះឈាមក៏មានរឿងខ្លាំងក៏មូលហេតុអីបាទនេះជំនឿទី2ចាជំនឿទី3ខ្ញុំចង់ឃើញថាអានេះជាចំណងសូមឲ្យ នៅវិទ្យាមិត្តពន្យល់ថ្មីថ្មីនេះដែលខិតខំត្រែងសម្រាប់ព័ត៌មានលោកឧបនាយកដែរក៏បានមានវិធានដែលតន្តិចក្រមការពារតាំងពីទីទេខ្លាចឆ្លងជំងឺអេតាមការចាក់ថ្នាំបាទអានេះបញ្ហាទី3អញ្ញាមមានជំងឺរកបណ្ដៃសូមអរគុណជំរាបលាចាសូមអរគុណលោកលីសិតចាបាទហើយការបាក់សាំងនឹងវាត្រូវការពារ បានមួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែដល់ត្រូវចាក់ទៅតាមរយៈរបស់គេភាគច្រើនត្រូវប្រើពេល3ដងតាមអាយុនឹងតាមចំនួនពីចន្លោះពី1ទៅ1ជួនកាលមួយខែជួនកាល3ខែ6ខែមួយឆ្នាំគឺថាត្រូវទៅតាមកម្មវិធីរបស់គេក្នុងនឹង កាលណាយើងទៅពេទ្យគេមានតារាងរបស់គេគេប្រាប់យើងថាត្រូវចាក់ពេលណាពេលណាហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកាលណាយើងចាស់ទៅគេអង់ទីកូដែលការពារបស់យើងនឹងអាចចុះបានដូច្នេះមនុស្សចាស់ជួនកាលអ្នកខ្លះគេត្រូវការចាក់ត្រឡប់មកវិញដើម្បីឲ្យវាអង់ទីកូនឹងមានកម្លាំងត្រឡប់មកវិញជាពិសេសដូចជាកាលណាយើងមានតេតាណូសកាលណាយើងចាក់ទៅបើសិនជាយើងទៅលបួស ធម្មតានៅពេទ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគេត្រូវចាក់ថ្នាំបន្ថែមដើម្បីគេហៅថា booster ដើម្បីឲ្យ
ấy con tí con nó cài từ lọp mà bây giờ miền miền cà phê chứ ba miền cầm lăng chứ ba luôn là mấy đăng ta ai cà phê bàn được cho nên trời tại mình thay mình tới tam mục rồi bỏ ấy làm chả năng đôi chia hepatitis B hepatitis B cứ là cái này dương chả hói cứ môi ở vô hói mà môi chỉ vứt những như mình chạm bài chả than tiệt đấy phía trán mình chạm bài chả than tiệt đấy chúng ta nè kha chả hói đó kê vô rồi ông thì có tới ọt khơi mình men bàn này thà ọt miên đấy bà miên là phía tôi vì ọt miên chẳng men còn tại phía trán cứ thà vì miên còn tại vì miên chìm cầm rất năng việt tạch tôi tới dương kê mình ai vô bàn nè nắng co mình chia bàn nhà đấy tôi chia chứ tụi chị ba virus trở lại mà bên khi tham khuôn này nâng trang tài miền sẽ mát tập hiệp ai nâng to ta ai mà ai nâng bạch trang nâng rốt nâng bán tụi chị miền ông tí có sao cái đời được cho nên mình chỉ bằng hà đây chụp bố xâm nô tí tí khi tham mà đai ở rốt ở các miền chung người trám cô miền chung người trám khi tham viên màu bị chlong mình mến chlong bị mà đai khi chán nơi sọc dưỡng cứ thay chán tại chlong bị mà đai mà con nơi bê đầy xâm ra nâng bà tay miền thiết lá có chlong đai xa mình mến màu bị mà đai được cho nên cô nâng ai cả miền hepatitis nâng tục chia mình chlong bị mà đai có ai cả miền đấy cả miền chỉ từ 7% dịch cô nâng ai từ ba chim rồi có từ ba ấy cứ là bỏ đặt xong để ai xong bán pi nè ai tiết rồi có từ rôm phe chỉ mùi nè để miên sẽ thay đổi bí rồi có từ chặt năm để miên xong nứng có vì ai xong chỉ mùi hấp thay đổi bí nằng bàn để rồi có mai dưỡng miên xà nó mà chỉ mùi xà nứng từ trên này từ tại chặt vắc xin nằng ở bàn ấy cái máu từ từ chạm vào xin tiêm complete rồi xong hay bệnh nhân chỉ dương mình được chắc dương mình thoa ban chạm vào xin có từ chạm vào xin pena của bạn này hay vào xin hepatitis B này chỉ tầm khả năng bị pro tha hepatitis B này ai thưa là suất lắm hay để dương bảo làm chuyện kia cứ tha hepatitis B này ai thưa ai mà hari làm biến khai slap cho nó đời xa hepatitis B này chấm nua thì mấy cứ vì tệ tông từ lưu ca trút bình nứt rồi bỏ một tí khi hợp chia ba mùi nếu chia từ ca từ tôi không thể rồi bỏ nẹ để kháng rõ thật thì ba nâng sư trớ từ bình nứt còn lại để cú bét thay tôm nẹ chứng ưu nâng chịp thế nẹ để pra mà chú xâm rạ chạc thầm nhưng ai dô cái ca nâng mau càng cắp luôn ai bán cứ thay dương trớ tới xua nè chị group ad để kỹ trạng tham ở dưới nâng thả ta lúc group ad anh pra tham mà chôn nâng tham ấy rồi còn mà chôn nâng đại sáo cứ thả dưới tiêm tia thả ao nhẹ nâng do mà chôn đại tâm nâng bác bị cái chọc hơi tham đọc tham đại pra nâng xong ao miên thể mà nè anh bác phim nâng từ dưới ai thả bác loa thả mình ai chờ chọn bàn nâng cứ thả mình bán đấy thì mình men đấy thay dương mình thay vô côn từ chợ tháng năm đòi xài dương lại dần thế vì thay dương tới từ nom côn nâng từ còn lại na để dương miên tụm lục tục chất còn lại na để rót thao về bá kế bàn thì nia kế bàn về pinet mưa làm tới hay kế đăng ta còn lại nâng cứ thay kế cứ rút từ tam về số ba rồi bỏ pet muốn nâng kế vô ấy mà chua xem xin mà chợ đó ấy của má thằng đó nâng cứ tha bởi dương thừa được nâng cho dương mình ai từng miền trời rút cho lòng đường bàn đi bà. Chà, xâm ọc con lưu bị chạm mình. Và thì dự trí nhạc bóng rộp vô dự trị của mình sao đó đầm đấy. Chà, chú biết xưa. Dự trí lưu bị chạm mình tăng từ hóng đây. Lưu bị chạm mình đất đẹp dự trí 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 dự năm bàn tháp được vị trí bậc đất rồi đáp mình nâng cái thang lấy sọc kia đứng sọc tháp ba thì tháp ba thả ra tận tình để được ta đủ mong muốn được để sẽ được đạt sáng tầm hợp tập kiệt để thực hiện của đoạn tư nhận thắng thêm trong số lượng vị trí bậc đất là ca chạm ta một ca cụ ba nâng nguyên và màn nốt nơi bậc đất thì nâng á hay bậc đất mà dưới nó sọc lưu đây chạm ta thì ông phu các bà phật đại phật gia lấy
ដែលគេធ្វើឲ្យវាខ្សោយប៉ុន្តែវីរុសនឹងមិនងាប់ទេដូច្នេះគេហៅថា live virus បើសិនជាអ្នកដែលចាក់ថ្នាំនឹងត្រូវដឹងថាអ្នកណាដែលមានអ្នកខ្លះមិនអាចចាក់ថ្នាំនឹងបានទេគេពិសេសអ្នកដែលមានការដបកាពារចុះខ្សោយខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះអ្នកខ្លះដែលមានជំងឺ HIV ហ្នឹងគឺមិនអាចចាក់បានទេពីព្រោះថ្នាំហ្នឹងវាមានវីរុសនៅរស់បាទឬក៏អ្នកខ្លះដែលមានជំងឺធ្វើឲ្យរបបការពារវាជន់អន់សាយមែនទែនដូចជាអ្នកដែលមានមហារីក
ហើយកំពុងទទួលព្យាបាលមហារីកដែលប្រើឆ្នាំធ្វើឲ្យបញ្ចុះរបបការពារហ្នឹងគឺថាមិនអាចប្រើឆ្នាំនឹងបានទេប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សដែលធម្មតាគឺអាចប្រើបានបាទThank you.